Bát cơm, bát cơm chứ không bán số, phát đồ ăn kìa. Trời ơi, có bánh luôn kìa. Ôi ôi, có bánh luôn. Có người leo phát bánh luôn nè quý vị. Ôi ôi, đã chưa? Phát bánh luôn kìa. Cảm ơn chưa, cảm ơn chưa? Anh kẹo, anh kẹo. Thải cho tim coi. Rồi Thanh Liêm chào cả nhà nha. Hôm nay Thanh Liêm lại tiếp tục về sớm để mà chia sẻ cuộc sống của chị đẹp. Thì đi tìm lòng vòng nãy giờ thì phát hiện chị đẹp với lãnh giấy số. Rồi mới hẹn hai anh em ngồi ở trên đường Nguyễn Trãi nè, ngay trường học Châu Văn Liêm. Và kế bên là trường cấp 2 Nguyễn Trãi và bên đây là trường cấp 3 Long Xuyên. Đó, giờ hôm nay là... Rồi đẹp chào khán giả coi. Xin chào các bạn nha. Rồi, ba ngày nay không gặp buôn bán làm ăn sao rồi? Bình thường nhưng mà làm vốn rồi. Sao vậy? Ngày mai mốt đi xin tiền nữa đâu. Ừ, làm vốn thôi hả? Làm hoài trời. Ừ. Ăn quá ăn rồi giảm cân đi. Rồi thấy ở đây có ly chè nữa kìa. Ừ. Má ơi. Mời các bạn á. Ừ, mời đi, mời cả nhà cùng ăn đi. Ừ. Chè mua đâu ngon vậy? Mua đằng kia kìa. Mua giùm 10 ly ơi. Ừ. Ừ. Ủa, mấy lạnh số hả? Ừ, chè nè, chè kìa. Số mấy vậy? À, chờ nè. Số mấy, số mấy, số mấy hả? 27, 34. Nay lãnh được nhiêu tờ? 60 vé. 60 vé hả? 60 vé thì cũng đâu có thăm vốn đâu. Được rồi, từ từ bán gì là có nở rồi đó. Ừ, giỏi, giỏi á. Gái của bà giỏi. Đẹp nè, một gâu quá trời luôn kìa đẹp. Ừ. Ừ. Thanh Liêm chào Trần Thang nghe, chào Linh Phương. Đó. Thì hôm nay về sớm quý vị, chia sẻ chị đẹp nè. Rồi ở đây hiện tại giờ ngay góc đường Nguyễn Trãi cũng hôi rất là ồn. Rồi sớm ghé vô trong phòng trọ không có gặp mới chạy ra đây nè. Rồi sớm giờ có về phòng trọ không? Dạ. À. Đã trời. Không giờ số lên coi coi. Mới lấy số không? Bỏ hẹn cho hai tấm rồi. 74. Tôi lấy 74 rồi rồi, đừng lấy cái kia. Thôi tôi lấy 40 luôn à. Hai đứa luôn nè. Lấy chỗ nào lấy rồi. Thôi đừng không giữ. Rồi mở hàng 4 tờ nè. Ừ. Nha. 74 với 40. Rồi. Ừ. Trả tiền luôn nè. Ừ. Rồi. Rồi chúc mua mai bán đất nha. Ừ. Thôi chút ngược leo bả đi, bả khỏi chút. Trời sao ông nội này thầy tình ống tâm sụn ống cao bà. Anh ông lẩm gì chút ta đổ chút số, cái ta quay phim lên mà không có chút ta gì chân. Dạ chào Võ Mộng, chào Có Không, chào bao Phan Đình, chào Định Nguyễn. Ồ, khán giả lên chào chị đẹp quá kìa, chào cái chị đẹp. Xin chào. Ừ, hát bài tặng đi. Không biết hát bài gì. Thì mấy bài gì ngẫu hứng lý qua cầu như bữa hổm hai chị em ngồi hát hoài vậy đó. Nhìn mặt hôm nay quá hứng nổi rồi. Vậy cháu không vô ngồi chung kia không? Có bạn luôn. Thì ngồi kế bên luôn cho có bạn. Đưa nó đi chè cho. Giờ về xe đạp trước đây chút nào ơi. Cái giờ xe đạp trước đây chút nè. Đó. Kìa bán số kìa. Đó con. Phá xe đạp. Bắt cơm chứ không bán số, phát đồ ăn kìa. Trời ơi, có bánh luôn kìa. Ôi ôi, có bánh cũng có. Có người leo phát bánh luôn nè quý vị. Ôi ôi, đã chưa? Phát bánh luôn kìa. Cảm ơn chưa, cảm ơn chưa? Anh kẹo, anh kẹo. Hãy cho anh tim coi. Cảm ơn chị kìa. Dạ. Rồi ngồi đó đi. Tặng cho đại số rồi. Vậy ơi, người ta đã tặng cho mình mà đi tặng lại. Trời ơi. Rồi. Mà đợi chiếc xe đạp chú mình đó. Đâu có không xe đâu. Trời ơi trời, ngay cái hướng tôi nhìn. Nè về ăn đi. Rồi ăn luôn. Rồi, rồi. Rồi hai bạn mời nhau ăn chè đi. Ừ. Này nè. Thôi ăn đi, ăn đi. Ăn không? Ăn đi. Hai người ăn đi. Ăn đi. Ăn không? Gì? Hai người ăn đi. Trời ơi, rồi ông ăn đi. Rồi đó. Rồi tôi nếm. Hai người ăn đi. Rồi tôi nếm cái gì ăn phải không? Thôi gờ gờ cái này thôi nè, ăn đi. Không không, hai người tôi ăn lại đi. Làm tôi mua khác. Thôi hai người ăn đi. Trời ơi trời, ăn mà không? Cũng khó khăn quá trời luôn. Rồi xích vô, rồi xích vô, rồi xích vô, rồi xích vô nữa. Mở nắp ra ăn đi.
Rồi xin vô nữa, tao không thấy, trời ơi. Xin vô bạn mà, bạn bè thôi chứ đâu có gì đâu. Xác vô chút nữa, xác vô. Rồi. Ừ, chưa có thấy. Trên máy chưa thấy nè. Trời ơi, quay cái máy ra ngoài đi. Xác vô chút nữa coi, hai đứa này nó không nghe ta. Quay cái máy ra ngoài. Xác vô, xác vô chút. Xác vô chút nữa đi, hai đứa này lì quá nó nghe. Giả cái chết này nó bay à. Ừ, coi ra cho giả chết à. Xác vô. Ơi. Rồi. Không có thấy nè. Rồi gạt tao giả chết á. Rồi sao sai vậy đi. Mới thấy bên máy nè, máy này chưa thấy nè. Rồi hai đứa tự giới thiệu coi. Hai đứa lại sao với nhau? Bạn từ bao lâu rồi? Nào chậm đứa cốp. Hai đứa mày giới thiệu coi. Thằng nào anh, nào em, thấy mặc đồ nữ không kìa. Ai chị, ai anh đâu. Con gái đường trời. Cái này mình nói chung là cái hoàn cảnh này của chị đẹp là Thanh Liêm quay lâu rồi anh ơi. Anh nếu mà anh không thích thì anh lướt qua. Đúng rồi. Dạ, tại vì mấy anh em là đã quay với nhau, gắn bó với nhau là cả năm nay rồi, 5 năm hơn rồi. Xác vô coi hai đứa. Trời ơi. Thôi nghỉ bán số đi. Bán số đi. Thôi nghỉ thôi. Rồi đem số ra bán coi. Thôi nghỉ thôi. Gì đâu nghỉ. À, dặn luôn rồi, đẹp dặn luôn rồi. Có bán số không? Không. Có bán giấy số không? Tưởng có bán số rồi đem đi ra bán số. Hai đứa quen bao lâu rồi? Dạ chào Sam Trần nha. Hả? Ngồi sát vô chút, góc máy nó còn quá xa nè. Vô chút xíu đi, còn nhiêu nó là được rồi. Ừ, nhiêu nó thôi, chút nữa thôi. Chút nữa. Quýnh đầu quýnh, sát vô chút xíu nữa. À, cây bán rồi nè. Nó giả rồi, bạn ơi. Con bán tao nó giả. Rồi lấy chị ăn đi. Anh chạy ở đây nữa, anh chạy hai đứa, anh chạy đứa của anh. Giờ này đẹp ra đi. Tôi ăn rồi. Hai người ăn đi, coi hai chồng ăn đi cho vui. Thôi thôi. Con bánh nọ nè. Rồi xác vô lấy đi chè ăn đi, trời đẹp mời đó. Ừ. Con bánh nọ. Đúng rồi, ngày hôm qua thì Thanh Liêm có xuống quay ngoại với sáng này. Nói chung mình làm cũng cho trọn vẹn. Dù sao cũng mình cũng là hậu bối. Cái tình cái nghĩa với cô ba, cho nên là ngoại thì Thanh Liêm rất là thương, nhưng mà thì cái khả năng của Thanh Liêm thì cũng có giới hạn thôi. Bánh gì ngon da đẹp? Dạ có chị gái kia lúc nãy đi ngang phát đó. Chào Mimi Trần nha, chào Ngô Diệu nha, chào Nguyễn Nghiêm, chào Nguyễn Thắng, chào Đào Thị Huệ nha. Bà khán giả đủ trời đâu uống mình nên vậy. Rồi bây giờ anh tự giới thiệu anh là sao với chị đẹp. Chứ liệu ơi, biết rồi nào, hai đứa biết nhau nào, gì trời, cái gì vậy, cái gì, để người ta nói. Đâu mà nội. Biết là bà nói quà đó. Ờ. Trời, cái kêu hỏi người ta ấy, bà nội ơi, ai nói gì đâu bà ơi. Nói mà ông đồng quà trả cái khác rồi nè. Ờ. Hồi sáng này đưa ngoại đến nơi ăn nghỉ cuối cùng mà gặp ngay cái nguyệt xây hôi hẹp quá. Cái hòm thì nói chung là cái hàng chất lượng, cái nguyệt thì nó so với cái hàng thì cái nguyệt nó hôi hẹp hơn, cho nên là phải đẻo một góc của cái hàng nữa. Cho nên là ok em, cho nên là ngoại khi mà ra đi thì cũng không có gì nó được suôn sẻ lành mạnh. Cái may mắn cái là nơi đó, đó người ta cho sẵn cái nguyệt mà mình ta xây sẵn luôn, chỉ là đem ngoại ra đó hạ xuống rồi là gia đình tự có điều kiện để trang trí này nọ cho ngoại thôi. Nói chung là cái đám của ngoại rất là thiếu thốn quý vị, một phần là cô ba không tiền với là không có biết về nhiều cho nên rất là tội. Rồi giờ quay lại hai đứa trẻ này nè. Bé này nhà đâu? Giới thiệu coi, nhà bé ở đâu? Bé năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm 7 rồi. Nhiêu? Năm 7 rồi. Năm 7 gì, răng chưa mọc đủ nó năm 7 gì? Chưa có răng. Thiệt chứ bộ.
chưa có găng mà, chưa có găng mà đâu có, chưa có găng mà găng chưa mọc đủ nữa mà. Trời mé này năm nay như tuổi rồi, giới thiệu coi tên gì, tên gì? Chính Lâm. Tên gì? Tên Trần Chị Tẹt. Ăn chè kìa, bỏ má đi. Ăn chè đi, ăn chè đi, ăn chè đi, ăn chè xong chè, đi bỏ rồi má đi. Nói chuyện tiếp. Rồi, đang ăn rồi, đang uống nước. Rồi, hai đứa ăn chè đi rồi xong rồi. Mẹ ăn nước, mà ăn cái hả? Hung dữ quá đẹp ơi, ăn ướt em hoài. Hai chị em ở chung nhà nhau mà hiếp hoài. Tao giả cái nhớ nè. Nay được nước là lên giọng ha. Anh Liêm mời cả nhà ăn chè đậu đen với anh Liêm nha quý vị. Rồi. Đợi đi. Anh đi, anh đi. Mới uống rồi rồi. Anh đi, anh đi. Nè. Hai đứa anh đi. Hai đứa anh đi là vui à. Rồi công việc hàng ngày của bé là làm gì vậy? Bán số hả? Bán đâu? Bán đâu? Tao đâu sao tao đi bán vô. Rồi vậy mua bố đi xin nè này, đâu vô cơ tâm à. Ê mày chơi gì mày chơi, mày chơi cha sao vậy? Mày chơi gì mày chơi chiếm chỗ nhà tao vậy? Chiếm chỗ đâu? Tự nhiên nó cũng thích cái tao nó đi kinh. Bố bố lấy thùng gái nảy xe đi xin tiền đó. Đem số rồi để bán luôn đi hai đứa. Sáng chưa lạnh. Chưa lạnh ha. Hai đứa nào anh, đứa nào em, đứa nào chị? Tao con. Đẹp tào lao quá đẹp ơi. Ồ ăn đi, ăn mạnh miệng đi, ăn nhiều nhiều vô đi cho đẹp vui. Đó. Đẹp coi kìa. Ừ. Ăn xong rồi ca tặng bài rồi nha. Hai đứa ca bài lan và đẹp luôn đi. Đứa nào đóng da lan, đứa nào đóng da đẹp ơi. Thuộc không? Nãy giờ quên hỏi tên gì vậy anh á? Anh tên gì? Anh Hoàng hả? 55 hay 57 tuổi? 55 hả? À 55. Thôi YouTube ở đây đang ở ngoài lộ rồi, Thanh Liêm không có xài 4G. Chỉ xài có máy này không à. Dạ. Chào khán giả lại cái chị đẹp. Không có máy buồn. Chào khán giả đi dùm cái coi. Nói chung đây là đôi bạn cùng tiếng. Đôi bạn cùng tiếng may gặp nhau ở trên phố. Thường thì hai bạn gặp nhau ở ở mấy trường. Bữa nay là hai bạn cúp học. Giờ người ta đang học mà hai bạn cúp học bỏ đi chơi nè, bởi vì bị Thanh Liêm bắt gặp nè. Sao là? Tại đâu? Không có muốn mua cái đó uống kìa. Bên kia kìa, qua đấy mua đi. Mua cho, đủ đâu hết à. Mua cho bạn ly luôn kìa. Mua tay đi. Ừ. Bạn nào nữa? Uống cái này ra con mua nữa. Thôi uống này đi, mua đi tắt tôi uống. Nè. Vậy tôi qua bển tôi mua cái ly đó cho muốn. Rồi. Để đó đi. Tôi để tôi kêu đây rồi. Để tôi đi qua bển tôi mua. Rồi bà sắm mới đi mua nha.